Sáng nay ngày 19 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thông tin về một ca mắc mới COVID-19. Ca bệnh 2.785 đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Ca bệnh 2.785, bệnh nhân nam, 39 tuổi, công dân Việt Nam, ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 13 tháng 4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 17 tháng 4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Liên quan tới chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, tính đến cuối giờ chiều ngày 18 tháng 4, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 và 2 tại 22 tỉnh thành cho 79.182 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương, các lực lượng công an và quân đội. Sáng ngày 19 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức tọa đàm định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đại diện Văn phòng Chính phủ, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI cùng các chuyên gia. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định, Long An hoàn toàn có đủ cơ hội lợi thế cho phát triển vùng kinh tế công nghệ cao, lấy khoa học công nghệ cao là nền tảng để hoàn thành mục tiêu của Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Long An cần tiếp tục tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để đề ra các định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao thông minh của tỉnh, trong đó cần chú trọng phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn. Đối với phát triển công nghiệp, tỉnh cần xác định các ngành mũi nhọn có lợi thế chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics. Đối với nông nghiệp cần phát triển theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh. Sáng nay ngày 19 tháng 4, Văn phòng Bộ Công Thương thông tin tới báo chí về việc EU thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu. Quy định mới EU 2020/2236 của EU thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài vào EU sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2021. Theo quy định mới của EU, sau ngày 21 tháng 4, yêu cầu nhập khẩu sẽ không còn dựa trên tỷ lệ phần trăm của các thành phần có nguồn gốc từ động vật, mà dựa trên sức khỏe động vật hoặc nguy cơ tới sức khỏe cộng đồng từ việc sử dụng các sản phẩm tổng hợp đó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau 2 ngày cuối tuần mưa dông, ngày đầu tuần 19 tháng 4, Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác về sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung và Nam Bộ mưa dông về chiều, kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm ngày 19 tháng 4. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, kèm khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày 20 tháng 4, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ cho biết, tuyến tàu cao tốc Cần Thơ-Côn Đảo sẽ chính thức đi vào khai thác từ ngày 21 tháng 4. Theo đó, tuyến tàu cao tốc Cần Thơ-Côn Đảo và ngược lại sẽ do công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô khai thác. Trước mắt, tàu Mai Linh Express sẽ khai thác mỗi ngày 2 chuyến Cần Thơ-Côn Đảo và ngược lại. Tàu sẽ khởi hành từ cảng hành khách du lịch Ninh Kiều, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đến cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, tuyến tàu cao tốc Cần Thơ-Côn Đảo do công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc khai thác đã phải dừng hoạt động từ khoảng cuối tháng 8 năm 2020. Nguyên nhân là do vấp phải sự phản ứng của người dân sống dọc theo sông Hậu. Người dân cho rằng khi tàu chạy đã tạo ra sóng lớn, làm sạt lở hai bên bờ sông và ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản, phương tiện nhỏ trên sông. Sáng ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dũng.
46 tuổi, ngụ tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người. Trước đó, đêm ngày 17 tháng 4, người nhà phát hiện thi thể bé gái 5 tuổi, ngụ tại phường Long Tâm, với nhiều dấu vết bị hiếp dâm và sát hại, tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 300 mét. Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và lực lượng chức năng của thành phố Bà Rịa tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc. Như vậy, sau hơn một ngày xảy ra vụ án, nghi can đã bị bắt giữ. Sáng ngày 19 tháng 4, bà Phan Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Dông, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc, hai cháu nhỏ thương vong nghi ăn nhầm bả chó. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, hai cháu 4 tuổi trú thôn 5, xã Nam Dông cùng nhau chơi đùa ngoài sân. Tại đây, hai cháu tìm thấy vật thể lạ có hình dáng giống kẹo mút nên rủ nhau ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn vật thể lạ thì cả hai lên cơn co giật khó thở. Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa hai cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, một cháu đã tử vong. Riêng cháu còn lại được tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu. Tỉnh trưởng Osaka Hirofumi Yoshimura ngày 19 tháng 4 cho biết, tỉnh này sẽ đề nghị chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó tình trạng số ca nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh. Hiện Osaka và một số tỉnh khác của Nhật Bản đã ở trong tình trạng bán khẩn cấp trong 2 tuần qua với các biện pháp nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch. Trong cuộc họp báo trực tuyến, tỉnh trưởng Osaka Hirofumi Yoshimura nói, lẽ ra các biện pháp kiểm soát dịch giờ đây đã phải có kết quả. Nhưng khi nhìn vào số ca lây nhiễm từ hôm qua là 1.220 ca, đây là con số kỷ lục. Các dịch vụ y tế cũng đang ở trong tình trạng quá tải và chúng tôi quyết định rằng cần ban bố tình trạng khẩn cấp.